Chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với chiếc chè bông. Cả nhà ơi, cái đám nhị ngọc tòn mà hôm bữa em quay cho cả nhà mình xem đó, thì hôm nay bên em đã thay áo mới cho em ấy rồi. Thay áo mới rồi thì các em cũng đã lớn luôn cả nhà. Trời ơi trời, công nhận nhanh thấy ghê luôn, lẹ thiệt lẹ luôn nha. Đây chính là giống nhị ngọc tòn này cả nhà. Đó, hôm nay em đã thay áo mới và dựng ngọn cho cây rồi ha. Đó, cây nó như thế này nha. Và cả nhà ơi, thì bên em sẽ ghép hình đế hình con thú nè, đủ kiểu luôn nè. Đây, nhị ngọc tòn hôm nay em ấy đã lớn rồi cả nhà ơi. Đó, đây nha. Đó, đây, nhị ngọc tòn hôm nay đã lớn. Và cây chúng ta cũng đã lấy bo được rồi. Và bên em cũng đã vô dây chỉnh sổ cho em ấy luôn. Rồi, giá là 150 nha cả nhà. Hai cây bên em bao ship nha. Ở đây 150, hai cây bên em bao ship. Đây chính là giống nhị ngọc tòn đế nè cả nhà, đế trái bí hình thú đủ kiểu nha. Đó, cả nhà nhìn em ấy lớn rồi chưa? Lớn rồi đúng không ạ? Đó, đây rồi. Ai thích cái giống nhị ngọc tòn, một cái giống mai đột biến ha, nửa kem nửa vàng, lâu lâu sẽ có nửa kem nửa vàng. Và đặc biệt hoa thật của nó sẽ là màu kem vàng rất là đẹp nha cả nhà. Khi vào chúng ta sẽ lấy những cái cây như thế này để về chúng ta lấy bo được liền luôn nha. Rồi 150 ha cả nhà ơi, hai cây bên em bao ship nha. Ai thích dòng nhị ngọc tòn thì hãy alo cho vườn mai nhà em nha cả nhà.